mà lo có không đi không đâu này có đủ đỡ đâu rồi thôi đi đơn giản kia đi đơn giản được rồi có đọc rồi không phải đọc đi không phải đâu ai sao được cho tại vì máy hư rồi máy rồi đọc rồi nhắm mà hay hay dở gì cũng máy cắt nha hay luôn đấy chứ bây giờ cũng tất cả mọi đi quan nam mô A Di Đà Phật kính thưa chị bảy đại diện trong gia đình cũng như chủ sự của cầu cũng hôm nay kính thưa toàn thể chú quý vị đồng đạo gần xa kính mến hôm nay ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu cũng là ngày cùng hành lễ dỗ thường niên trên bảy quý nhân đạo mai dân phụ nhận được lời mời của gia đình quý vị cũng dính chút thì giờ đến đây để dự buổi cầu cũng hôm nay tôi cũng thay mặt gia đình chị bảy xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và cầu xin lên trên từ bi gia hộ cho quý vị được thể tráng tâm cường thân tâm cường an lạc dẫn tiến trên con đường tu thân hành thiện trì danh luật tự Di Đà để hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Thưa quý vị, để cho buổi cầu cũng được trang nghiêm và thống nhất, tôi cũng được phép đứng lên điều hành cuộc lễ trong khi làm phận sự. Nếu có được chia sẻ giúp quý vị những tình quan nghĩ và bổ chính thêm, xin thành thật cảm ơn trước. Vậy nhận ơn xong, mời quý vị hướng về của quyền tất tổ tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về ngôi Tam Bảo tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính đức thầy tỉnh Hai Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời xây ra ngôi Tông Thiên. Ngôi Tông Thiên tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời xây vào trong. Trình lễ xong, các phần cúng chánh kỷ niệm mời quý vị hướng về chủ quyền tất tổ tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật và kính mời quý cùng các phương ra danh tráng thành tâm cầu nguyện nguyên thế giới dân quốc hướng về của quyền thất tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi kính dân hương trước thủ quyền cầu trên thất tổ chín lòng thiện hôm nay ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu cũng là ngày phụng hành lễ dỗ thường niên cho ông Mai Văn Phụ. Tất cả cháu con trong gia tộc cùng chư đồng đạo đồng tề tổ về đây thành tâm dân cúng hương hoa tịnh thủy và các món thực phẩm cây bạc cung thỉnh thủ quyền thất tổ cùng hương linh ông Mai Văn Phụ, ông Mai Văn Trầm, bà Nguyễn Thị Sa, ông Nguyễn Văn Trung và bà Trần Thị Ngô cảm ơn chứng minh về đây thọ thực để cho cháu con tỏ lòng hiếu kính và nghĩa tình với đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đứng lên xá và chấp hương vào Phật để tô điểm thêm ngày kỷ niệm hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo quý nhân đọc lên bài Nam mô A Di Đà Phật. Hoài Đông cung Tây lễ xưa nay sát giặc trâu heo giữa mình bay kẻ mất choáng suy khó hiểu người còn bạc đài lá lùng thay cháu con báo hiếu theo nhà Phật cha mẹ qua đời thủ lệ trai trong sạch nghĩa nhân dày mới đang hồn linh siêu khổ đâu vậy ráng tu đắc đạo cứu cửu biển hoặc chọn
đơn cần tên. Ngõ đã phơn dài trong sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn thầm nhờ để hết bài để mời xá và tôn thương là dân nên của quyền thức tội. Trong khi chờ đợi thấm hương khi giao hương xong rồi thì chắp tay vào ngực niệm Phật thầm trong tâm để giữ phần chánh niệm và hồi hướng công đức niệm Phật cho chủ quyền các tổ cùng hương linh các vị dược vệ sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn xong mời xá và quỳ xuống lại chủ quyền các tổ cúng lại đã cho con niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong thì kính mời đứng lên. Xá thẳng ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xây ra ngoài hướng về tâm địa phía dưới. Hai mâm kiếm, một là mâm đất đai tượng trưng cho ơn đất nước, hai là mâm cô bác tượng trưng cho ơn đồng bào và nhân loại. Mời quý vị hướng tâm về hai mâm kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay và một thành tâm nguyện giấy để dâng cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đất đai, linh thần sở tại, quan thượng đẳng đại thần, những vị anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, vì đạo pháp cảm hứng chứng minh. Kính thưa cô bác anh chị bên nội tâm, cô bác anh chị bên ngoại tổ cùng cô bác láng giềng cảm ơn chứng minh. Hôm nay ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu cũng là ngày phụng hành lễ dỗ thường niên cho hai dân phụ trong gia đình có cúng và kiến hai mâm cơm chay, cung thỉnh các ngài vừa kể trên về đây thọ thực cho chúng con tỏ lòng tôn kính. Nam mô A Di Đà Phật. Xá ba xá tăng nhất. Cái đạo Phật mời xe vào trong chúng ta nhận thương cái tổ tiên. Đúng chưa? Tròn. Chưa ba đi. Nhận hương xong mời quý vị hướng về ngôi Tam Bảo kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị. Cùng các hương đưa đăng trái thành thâm toàn nguyện lời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho chủ quyền thất tổ cùng hương linh ông Mai Văn Phủ, ông Mai Văn Trầm, bà Nguyễn Thị Sa, ông Nguyễn Văn Trung và bà Trần Thị Nô nhân ngày lễ dỗ thường niên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dung linh được pháp chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đứng lên. Mời xá thu hương đại để cấm lên ngôi Tam Bảo ở ngoài bàn thờ tiên cũng được. Tam Bảo.
như lần trước đi giao cho mời quý vị các tay và tập thầm trong tâm để giữ phần chánh niệm và hồi hướng công đức niệm Phật cho chủ quyền các tổ cùng hương linh các vị người tới đây được giảng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn xong mời xá và quỳ xuống lễ Phật chốn lại tại các tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngơ lên. Nam mô A Di Đà Phật. Ngơ lên. Nam mô A Di Đà Phật. Ngơ lên. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa đủ bốn lại chúc mời đứng lên. Xá Đức Phật chính giữa và hai vị Bồ Tát hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đợt thứ nhì, thứ ba miễn hương hướng về ngôi Tam Bảo tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật, kính mời quỳ. Cùng chắp tay đôi tay trắng thành tâm rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho chủ quyền các tổ cùng hương linh ông Mai Văn Phụ, ông Mai Văn Trần, bà Nguyễn Thị Sa, anh Nguyễn Văn Trung và bà Trần Thị Lô nhân ngày lễ dỗ cùng nhau. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh niềm phục lạc giải vinh cúng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hãy cúng lại kính mời lên. Xá ba xá như thế. Nam mô A Di Đà Phật. Đợt thứ ba mời quý vị hướng về Tam Bảo tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật, kính mời quý cùng chắp tay đôi tay trắng thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho chủ quyền các tổ cùng hương linh ông Mai Văn Phụ, ông Mai Văn Trầm, bà Nguyễn Thị Sa, ông Nguyễn Văn Trung và bà Trần Thị Nô nhân ngày lễ dỗ thường niên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh được Phật chốn mê đồ giảng sanh niềm cực lạc đại vinh bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tương xong một chút mời đứng lên. Xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, cúng chánh kỷ niệm kiến hiến mong và cầu siêu ba lượng đã xong, trở lại phần di tích hướng về của quyền thất tổ tỉnh Ba Sát Tất. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về ngôi Tam Bảo tỉnh Ba Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính đức thầy cũng hay sát. Nam mô A Di Đà Phật. Xây ra ngoài không thiên ngôi trung thiên tỉnh Ba Xá. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa xây dựng tâm thống nhất các ngôi thờ tôn kính trong gia đình tỉnh Ba Xá Tất. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, buổi cầu chúng hôm nay đã tạm biên mạng và mặt gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Mời quý vị giải y ở lại trong giây lát và nhận gia đình một thương quanh hơn lần năm nào. Dọn rồi, đang dọn vô tắm rửa luôn.
Đi.